có duyên biết mệnh, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đắc lộc ơn trên, đón vận may liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nước két. Đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Xin kính chào quý cô bác anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc anh chị tháng mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Dân, kính thưa quý vị thân mến, được sinh ra trên thế gian này thì con người chúng ta, bất kể là ai thì cũng mong cầu một cuộc sống thảnh thơi, an nhàn, no đủ và giàu có. Ai cũng cầu mong gia đình thịnh vượng, tiền bạc dồi dào, cả đời mọi thứ thật thuận lợi. Thế nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ cầu là được, cứ ước là thấy. Có những người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên cả vạch đích, ở nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, xe đưa người rước, tiền tỷ cầm tay, cuộc sống thường xuyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công, công danh hiển đạt, tình tiền như ý. Ngược lại, cũng có người sinh ra đã mang số kiếp nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, phải chắc chiêu, dành dụng từng đồng, từng cắt về nuôi gia đình và trả nợ. Cuộc sống lại hay gặp nhiều chuyện không vui, xui xẻo thất bại, thậm chí nợ nần, túng quẫn trăm bề, nhân sinh muôn nẻo, khó khăn cũng là điều kiếp người khó tránh. Nhân sinh một kiếp cũng như cây kia một đời, cây chẳng gió cây nào lớn nổi, người không hoạn nạn người sao nổi lớn khôn. Cũng như sau cơn mưa ắt có ánh cầu vồng, sau đêm tối ắt là bình minh rực sáng, thế nên vấp ngã không đáng sợ, chỉ sợ rằng ngã rồi không dậy được mà thôi. Đôi khi vấp ngã chính là thảm lót của con đường thành công, làm người ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, ai thành công mà không đôi lần gục ngã. Trong cuộc sống, nếu như muốn đạt được những thành công, cuộc sống như ý đó, ai cũng phải bằng lòng đánh đổi hoặc trải qua không ít khó khăn, thử thách. Trong mỗi một năm, từng người đều có một giai đoạn may mắn nhất định, vì vậy, chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng thì bạn sẽ có được một cuộc sống viên mãn, tiền bạc đủ đầy, sung sướng, an nhàn hưởng phúc đến hết đời. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Đây được coi là thời điểm đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời siêu giàu trong năm 2024 này. Quý cô bác anh chị có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này, để ban chương trình giải đáp cho quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Còn bây giờ, không để quý cô bác chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đắc lộc ơn trên, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nước két từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967. Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà, khắc thiên thượng quả, con nhà hắc đế, tân khổ, xương con dê, tướng tinh con rồng, cuộc đời được cậu tài, cậu quý độ mạng. Đinh Mùi tuổi nhỏ khó nuôi, thiên hà nước chảy rõ hoài như mưa, thu đông xanh đặng mới dừa, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, xuân hạ lỗi số chẳng dừa, gian nan lắm độ hiểm nguy lắm lần, số mạng tưởng đã quy tiên, nhiều lúc nguy hiểm đảo điên gặp hoài, số người phải chịu truân chuyên, tuổi trẻ cực nhọc tuổi già hiển dinh, tiền bạc như thể chiêm bao, nhiều lúc làm khá tốn hao chẳng còn, lắm khi trách trộm buồn thầm, người sao cùng tuổi họ cầm bạc muôn. Tuổi Đinh Mùi có con đường tình duyên không thuận lợi ngay từ đầu, có thể phải qua dài ba lần mới ổn, nếu không thì vợ chồng tình duyên nhạt nhẽo, không hạnh phúc lắm, người này vợ chồng nên sống xa nhau mới bền lâu. Tuổi Đinh Mùi đối nhân xử thế khôn ngoan lại thảo tâm, nên họ thu phục được lòng người, nhẹ nhàng trên con đường thăng tiến quan trường, nghề nghiệp. Tuổi Mùi được no ấm sung túc suốt đời, thảnh thơi thoải mái. Những người phụ nữ tuổi Đinh Mùi thường có cuộc đời lận đận, vất vả hơn những người đàn ông tuổi Đinh Mùi. Thuở tiền vận của họ phải trải qua rất nhiều khó khăn, buồn phiền. Bắt đầu từ thời trung vận trở đi cuộc sống của họ mới được tốt đẹp và yên ổn hơn. Công danh và sự nghiệp của nam mạng Đinh Mùi có khá nhiều may mắn, vì thế sự nghiệp sớm vững vàng. Sinh ra đã có số được hưởng giàu sang, sung sướng, vì thế nên cuộc đời ít khi gặp cảnh trái ngang hay vướng chuyện buồn khổ. Nữ mạng gia đạo tốt, không có khó khăn hay sóng gió, được yên bình và hạnh phúc. Đường công danh không được tốt cho lắm, nếu có cũng chỉ đạt được mức trung bình mà thôi. Tuổi 40 trở đi,
thì sự nghiệp sẽ được phát triển vững mạnh, dẫn tiền tài khá tốt, không lo túng thiếu. Cuộc sống, cuộc đời có nhiều may mắn trong suốt cuộc đời và hưởng được những việc hên bất ngờ. Giàu trung vận và hậu vận, cuộc sống hưởng được an nhàn, số phú quý, con cái giàu sang. Nhưng nếu làm phước, hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì bị giảm kỷ. Tình duyên, tuổi Đinh Mùi sanh vào những tháng này thì phải thay đổi 3 lần tình duyên, đó là sanh vào những tháng 8 và 12 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì phải thay đổi 2 lần tình duyên hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng này thì cuộc sống được hạnh phúc toàn vẹn, một vợ một chồng, không có sự dở dang, đó là sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nếu sanh vào những này thì cuộc sống được hạnh phúc toàn vẹn, một vợ một chồng, không có sự gian dở, đó là sanh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo, công danh, gia đạo hưởng được đầy đủ và tốt đẹp. Công danh tuổi nhỏ có nhiều triển vọng, từ trung vận trở đi công danh rất vững, có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ. Sự nghiệp vững chắc vào số tuổi 36 trở lên và từ đó về sau, sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa. Tiền bạc tạo ra dễ dàng và cũng bắt đầu hưởng được những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Tuổi hợp cho làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn và rất tốt với tuổi Đinh Mùi, đó là các tuổi Mậu Thân, Canh Tuất. Lựa chọn vợ chồng, hiệp hôn với những tuổi này rất tốt, làm ăn mau tấn phát vì ở vào số dinh hiển và phú quý, đó là các tuổi Mậu Thân, Canh Tuất, Giáp Dần. Bạn kết hôn với những tuổi này chắc chắn đời bạn sẽ luôn luôn thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Hiệp hôn với những tuổi này bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Tỵ, vì những tuổi này chỉ hợp về mặt tình cảm mà lại không hợp về mặt tài lộc. Hiệp hôn với những tuổi này thì bạn làm ăn sẽ rất khó khăn hoặc luôn luôn bị nghèo khổ, đó là các tuổi Kỷ Dậu, Ất Mão. Những năm mà ở tuổi này rất xung khắc việc hôn nhân, đó là những năm bạn ở vào tuổi 18, 24, 30, 36, 42 và 48 tuổi. Lập gia đình trong những năm này chắc chắn bạn sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc. Nếu bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch, chắc chắn đời bạn sẽ có nhiều vợ hoặc phải thay đổi việc hôn nhân nhiều lần hoặc có nhiều dòng con. Những tuổi Đại Kỵ. Sau đây là những tuổi mà nếu bạn hiệp hôn hay hợp tác làm ăn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời, đó là những tuổi Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý, vì những tuổi này rất khắc kỵ với tuổi bạn về mọi mặt. Hai tuổi Kỷ Mùi và Đinh Mùi, khi gặp phải tuổi Đại Kỵ trong vấn đề làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc lớn lao hoặc hùng hạp để làm những việc quan trọng. Trong việc vợ chồng thì kỵ mâm trầu, trong lúc làm lễ hiệp hôn và cũng không nên làm linh đình. Về gia đình, con cái bạn phải cúng sao cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Đinh Mùi thuận vào giờ chẵn, tháng lẻ và ngày lẻ. Xuất hành vào những giờ, ngày và tháng này thì sẽ đoạt được nhiều thành công về tài lộc, tình cảm cũng như mọi lĩnh vực khác. Năm 2024 đối với những người sinh năm Đinh Mùi 1967 không phải là một hành trình dễ dàng. Đây là khoảng thời gian mà bạn phải đối diện với rất nhiều thăng trầm và thử thách trong cuộc sống. Công việc dường như không đi theo hướng mong đợi, gặp nhiều khó khăn, trở ngại khiến bạn nhiều lần chùn bước và hoài nghi về con đường mình đã chọn. Những dự án tưởng như đã sẵn sàng tiến triển lại vấp phải sự trì trệ, khiến bạn phải đau đầu tìm cách tháo gỡ. Tài chính theo đó cũng chịu tác động không nhỏ khi các kế hoạch tài chính không đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, những người tuổi Đinh Mùi vốn nổi tiếng với đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Trong giai đoạn khó khăn này, bạn đã thể hiện rõ sự bền bỉ của mình. Dù có lúc cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức, nhưng bạn không hề bỏ cuộc. Bạn đã học cách đứng lên từ những thất bại, tìm kiếm lối thoát và từng bước một, bạn dần kiểm soát được tình hình. Mỗi lần đối diện với khó khăn, bạn lại mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn và biết cách xử lý tình huống một cách linh hoạt hơn. Không chỉ công việc, gia đình của bạn cũng đối diện với nhiều vấn đề. Sự căng thẳng trong công việc và áp lực tài chính đã khiến bạn khó lòng duy trì được không khí hòa thuận trong gia đình. Có lúc, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt trở thành vấn đề lớn, khiến mối quan hệ giữa các thành viên bị ảnh hưởng. Nhưng sau tất cả, bạn vẫn cố gắng giữ cho gia đình mình luôn được yên ấm và chính tình yêu thương là sức mạnh giúp bạn vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Từ nay đến cuối năm 2024, bức tranh tử vi của bạn sẽ dần có những biến chuyển tích cực,
Những khó khăn đã qua chính là thử thách giúp bạn trưởng thành hơn, và giờ đây vận may sẽ dần mỉm cười với bạn. Sự nghiệp của bạn sẽ không còn phải loay hoay trong những mối bận tâm và khó khăn trước đây. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua sẽ mang lại kết quả. Công việc sẽ trở nên ổn định hơn. Những dự án bị đình trệ trước đó sẽ có cơ hội được khôi phục và tiến triển tốt đẹp. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong con đường sự nghiệp, mà còn mang lại nguồn tài chính khởi sắc. Tài lộc từ đây sẽ bắt đầu đổ về. Những cơ hội đầu tư và phát triển tài chính sẽ xuất hiện nhiều hơn. Điều quan trọng là bạn cần có sự nhạy bén để nắm bắt đúng lúc, đúng thời điểm. Đừng để những cơ hội vàng trôi qua một cách lãng phí chỉ vì sự do dự hoặc thiếu quyết đoán. Hãy tận dụng mọi cơ hội đến với bạn, và bằng sự khôn ngoan, bạn sẽ có thể biến những cơ hội đó thành những thành quả to lớn. Gia đạo cũng sẽ có nhiều cải thiện tích cực. Nếu trước đây gia đình bạn phải đối mặt với những mâu thuẫn, xung đột, thì từ nay về sau mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, không khí gia đình sẽ trở nên yên bình hơn và các thành viên sẽ dần hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Những lo toan về tài chính sẽ không còn đè nặng lên bạn, và nhờ đó, bạn sẽ có thể dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho gia đình. Đây là giai đoạn bạn cần tập trung cao độ để phát triển sự nghiệp. Đừng ngần ngại thử thách bản thân và mở rộng giới hạn. Hãy cởi mở với những ý tưởng mới, những cơ hội hợp tác và đầu tư. Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm tích lũy được, bạn hoàn toàn có thể biến năm 2024 từ một năm khó khăn trở thành một năm thành công rực rỡ. Đặc biệt, hãy chú ý đến những mối quan hệ xung quanh, vì đó chính là chìa khóa để mở ra những cơ hội lớn trong thời gian tới. Lời khuyên dành cho bạn là hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và kiên nhẫn, dù chặng đường phía trước có vẻ gập ghềnh. Nhưng sự quyết tâm và lòng kiên trì của bạn sẽ đưa bạn vượt qua mọi trở ngại. Hãy tin rằng mỗi thử thách đều là một bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, bạn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Gia đình hòa thuận, công việc ổn định và tài chính dồi dào, tất cả đều đang chờ đón bạn vào cuối năm 2024 này. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 mang đến cho tuổi Đinh Mùi 1967 một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Sau khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Những trở ngại trước đây tưởng chừng như không thể vượt qua, giờ đây dần trở thành những bài học quý giá, giúp bạn phát triển mạnh mẽ hơn và tự tin đối diện với những thách thức mới. Một trong những điểm nổi bật trong giai đoạn này là sự xuất hiện của quý nhân phù trợ. Người này có thể là một đồng nghiệp, đối tác hoặc thậm chí là một người thân trong gia đình. Người sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mới và những lời khuyên vô cùng quý báu. Họ giúp bạn nhìn ra những tiềm năng mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến, mở ra cho bạn những hướng đi mới, những cách thức phát triển sự nghiệp đầy triển vọng. Cơ hội thăng tiến cũng đang chờ đón bạn. Đây là thời điểm bạn nên cân nhắc việc mở rộng quy mô công việc hoặc thậm chí là dấn thân vào những lĩnh vực hoàn toàn mới. Với những kinh nghiệm tích lũy qua thời gian dài đối diện với khó khăn, bạn đã sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân ở những dự án và kế hoạch lớn hơn. Những gì bạn đã từng e ngại hoặc trần chừ, giờ đây có thể trở thành cơ hội để bạn bứt phá và đạt được những thành tựu bất ngờ. Tuy nhiên, sự nghiệp không phải chỉ là chuyện về tài năng hay cơ hội, mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách bạn quản lý thời gian và nguồn lực. Những tháng cuối năm sẽ bận rộn với nhiều dự án cần sự chú tâm và công sức. Vì vậy, việc tổ chức công việc một cách khoa học sẽ giúp bạn không bị quá tải. Hãy luôn lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, từng bước tiến trong công việc. Để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sự khéo léo trong quản lý và phân bổ nguồn lực chính là chìa khóa giúp bạn biến những cơ hội thành quả thực tế. Đặc biệt, đây là thời điểm bạn cần chú ý đến việc nâng cao kỹ năng chuyên môn. Trong thế giới công việc đầy cạnh tranh, việc liên tục trau dồi và học hỏi là điều không thể thiếu. Có thể bạn sẽ cảm thấy công việc hiện tại đã ổn định, nhưng đừng quên rằng sự phát triển bền vững đến từ việc không ngừng nâng cao năng lực. Hãy tìm kiếm các khóa học mới, các buổi hội thảo hoặc những cơ hội giao lưu để tiếp cận những kiến thức và kỹ năng hiện đại hơn. Đây không chỉ là cách để bạn nâng cao giá trị bản thân, mà còn là nền tảng giúp bạn nắm bắt những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Nếu bạn đang quản lý doanh nghiệp hoặc công việc cá nhân, thì những tháng cuối năm 2024 là lúc lý tưởng để mở rộng quy mô kinh doanh. Sự hỗ trợ từ quý nhân cùng với những dấu hiệu tài lộc khởi sắc sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, đừng vội vàng khi đứng trước những quyết định lớn. Hãy xem xét kỹ lưỡng từng yếu tố,
từ rủi ro đến tiềm năng phát triển dài hạn. Sự cẩn trọng sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có và tận dụng được tối đa lợi thế của thời điểm này. Ngoài ra, trong quá trình phát triển sự nghiệp, đừng quên tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác. Những tháng cuối năm 2024 là giai đoạn mà các mối quan hệ kinh doanh của bạn sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Hãy duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Đây chính là nguồn lực quý giá không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn hiện tại, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài trong tương lai. Tinh thần quyết đoán cũng sẽ là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong giai đoạn này. Có những cơ hội chỉ đến một lần và đòi hỏi bạn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Hãy luôn lắng nghe trực giác và đừng sợ hãi trước những thách thức mới. Nếu bạn cảm thấy có niềm tin vào một dự án hay một cơ hội, hãy mạnh dạn đầu tư tâm huyết và công sức. Nhìn chung, những tháng cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian rực rỡ và đầy triển vọng cho sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Dù cho chặng đường phía trước còn nhiều điều bất ngờ, nhưng với sự hỗ trợ từ quý nhân và những nỗ lực không ngừng của bản thân, bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành tựu vượt xa kỳ vọng. Hãy sẵn sàng cho những bước ngoặt mới và tận dụng tối đa mọi cơ hội đến với mình để có một năm thành công viên mãn. Phương diện tài lộc. Sự khởi sắc trong tài vận cuối năm 2024. Về phương diện tài lộc, năm 2024, đặc biệt là những tháng cuối năm, sẽ mang đến cho tuổi Đinh Mùi 1967 một giai đoạn khởi sắc đáng kể. Sau những biến động và khó khăn ban đầu, tài vận của bạn sẽ dần được cải thiện, mang lại cảm giác ổn định và an tâm hơn. Điều này không chỉ đến từ may mắn, mà còn nhờ vào sự kiên trì, bền bỉ và khả năng xoay chuyển tình thế một cách thông minh mà bạn đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Những khoản đầu tư bạn đã thực hiện từ trước đây, dù có thể ban đầu không đem lại lợi nhuận tức thì, nhưng vào giai đoạn này, chúng sẽ bắt đầu sinh lời. Đó có thể là những dự án bạn đã bỏ nhiều công sức và thời gian, hay những khoản đầu tư tưởng như bị bỏ quên nay bỗng nhiên thu hoạch được lợi nhuận bất ngờ. Điều này mang lại cho bạn không chỉ nguồn thu nhập mới, mà còn cả sự tự tin vào khả năng đánh giá và quyết định đầu tư của bản thân. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi dòng tài lộc bắt đầu chảy vào túi, bạn nên duy trì sự thận trọng trong cách quản lý tài chính của mình. Thành công không nên khiến bạn chủ quan, bởi thị trường luôn có những biến động bất ngờ. Đây là thời điểm bạn cần học cách cân bằng giữa việc tận hưởng thành quả và đầu tư chiến lược cho tương lai với những dấu hiệu tài vận khởi sắc. Bạn có thể bắt đầu xem xét các cơ hội đầu tư mới, nhưng hãy luôn nhớ rằng, dù tài lộc có dấu hiệu thuận lợi, sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng vẫn là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay đầu tư vào những lĩnh vực mới, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích rõ ràng các rủi ro cũng như tiềm năng phát triển. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn tìm kiếm cơ hội, nhưng cũng là lúc cần cẩn thận với những quyết định lớn. Ngoài ra, một điều bạn nên lưu ý là không nên đặt toàn bộ nguồn lực vào một rổ. Phân tán đầu tư vào nhiều lĩnh vực sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và giữ vững sự ổn định tài chính trong trường hợp có biến động bất ngờ xảy ra. Các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán hoặc thậm chí là những ngành công nghiệp sáng tạo đều có thể mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, hãy chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của bạn, tránh lao vào những khoản đầu tư mạo hiểm khi bạn chưa có đủ kiến thức và sự am hiểu. Cũng đừng quên rằng, ngoài việc đầu tư tài chính, đây cũng là lúc bạn nên đầu tư vào bản thân, việc trau dồi kiến thức về quản lý tài chính, tham gia các khóa học nâng cao về đầu tư, hay tìm hiểu thêm về các xu hướng kinh doanh mới sẽ giúp bạn nắm bắt được những cơ hội tiềm năng trong tương lai. Những khoản tiền dành cho việc học hỏi và phát triển bản thân sẽ mang lại giá trị vô cùng lớn, không chỉ trong việc cải thiện tài chính, mà còn trong sự nghiệp và cuộc sống. Chi tiêu hợp lý cũng là yếu tố không thể thiếu. Dù tài lộc đang trên đà phát triển, nhưng bạn vẫn cần kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu của mình. Hãy tập trung vào những mục tiêu dài hạn và tránh xa những chi tiêu không cần thiết hoặc phung phí. Việc thiết lập một kế hoạch tài chính rõ ràng từ các khoản tiết kiệm cho tương lai đến các dự án đầu tư sẽ giúp bạn không chỉ duy trì được tài vận hiện tại mà còn xây dựng nền móng tài chính vững chắc cho những năm sau này. Gia đình cũng là một phần quan trọng trong việc quản lý tài lộc. Nếu bạn là người đứng đầu gia đình, việc chia sẻ và đồng hành cùng các thành viên trong gia đình về các quyết định tài chính cũng sẽ giúp bạn giảm áp lực và có được sự hỗ trợ cần thiết. Gia đình không chỉ là nơi an cư, mà còn là nguồn động lực để bạn tiếp tục phấn đấu và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Cuối cùng,
Hãy nhớ rằng, tài lộc không chỉ là những con số trong tài khoản ngân hàng, mà còn là sự an toàn, ổn định và bình an trong cuộc sống. Tài vận tốt là tài vận không chỉ mang lại lợi ích vật chất, mà còn giúp bạn cảm thấy an tâm về tương lai. Vì vậy, trong những tháng cuối năm 2024, hãy biết cách tận dụng tài lộc một cách thông minh và lâu dài, để không chỉ cải thiện thu nhập mà còn tạo dựng nền tảng tài chính vững bền cho cả những năm tiếp theo. Phương diện sức khỏe, chăm sóc sức khỏe để vững vàng tiến bước. Trong năm 2024, đặc biệt là những tháng cuối năm, người tuổi Đinh Mùi 1967 cần đặc biệt chú ý đến phương diện sức khỏe, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp bạn có thể duy trì năng lượng và tinh thần để đối diện với những thay đổi và thách thức trong cuộc sống. Một trong những điểm đáng lưu ý là hệ tiêu hóa của bạn có dấu hiệu gặp vấn đề, đặc biệt khi lịch trình bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê thói quen ăn uống lành mạnh. Áp lực từ công việc và cuộc sống có thể khiến bạn ăn uống thất thường, không đúng giờ giấc, dẫn đến các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu và thậm chí là viêm loét dạ dày nếu không được điều chỉnh kịp thời. Vì vậy, hãy dành thời gian xây dựng lại chế độ ăn uống hợp lý với các bữa ăn đủ dinh dưỡng và đúng giờ. Bạn nên tập trung vào việc ăn uống điều độ, hạn chế đồ ăn chiên rán, thức ăn nhanh hoặc những món ăn có nhiều dầu mỡ và gia vị cay nóng. Thay vào đó, hãy bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Ngoài ra, uống đủ nước hàng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Không chỉ vậy, hệ thần kinh của bạn cũng cần được đặc biệt chăm sóc, bởi những áp lực về công việc và tài chính trong năm 2024 có thể khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu. Stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe thể chất như đau đầu, mất ngủ và suy nhược cơ thể. Đây là lúc bạn cần phải chú trọng đến việc nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái. Việc duy trì giấc ngủ đủ giấc và chất lượng không chỉ giúp cơ thể bạn được phục hồi mà còn giúp cải thiện sự tập trung, từ đó làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, để giữ cho hệ thần kinh được ổn định, bạn nên tìm đến các hoạt động thư giãn như thiền, yoga hoặc thậm chí chỉ là việc đi bộ ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng mà còn giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Đặc biệt, khi đối diện với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, việc tìm đến những phương pháp giải tỏa tinh thần như trò chuyện cùng bạn bè, người thân hoặc các chuyên gia tư vấn tâm lý cũng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tìm ra cách giải quyết thấu đáo và không để áp lực đè nặng lên sức khỏe. Tập thể dục là một yếu tố không thể thiếu để duy trì sức khỏe tốt. Dù công việc bận rộn, bạn nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập luyện. Không nhất thiết phải là những bài tập nặng nhọc, ngay cả những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe hay bơi lội cũng sẽ giúp cơ thể bạn dẻo dài và nâng cao sức đề kháng. Thể dục đều đặn không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp bạn giảm bớt stress, cải thiện tâm trạng và làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, vào cuối năm 2024, khi thời tiết chuyển lạnh, bạn cần chú ý hơn đến các vấn đề về xương khớp. Người tuổi Đinh Mùi khi bước vào tuổi trung niên thường dễ gặp phải các triệu chứng như đau nhức xương khớp hoặc viêm khớp. Việc vận động và tập luyện đúng cách sẽ giúp bạn giảm thiểu các cơn đau này, đồng thời duy trì sức khỏe của hệ xương khớp. Nếu có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng thăm khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Một lối sống lành mạnh không chỉ bao gồm chế độ ăn uống và tập luyện, mà còn cần sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đừng quá lao đầu vào công việc mà quên đi sức khỏe của bản thân. Hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người bạn yêu thương. Thời gian nghỉ ngơi, thư giãn không chỉ giúp tinh thần bạn thoải mái, mà còn là dịp để tái tạo năng lượng, giúp bạn trở lại công việc với trạng thái sảng khoái hơn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong chăm sóc sức khỏe chính là nghe theo cơ thể của bạn. Khi cảm thấy mệt mỏi, đừng cố gắng vượt qua mà hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi. Nếu có dấu hiệu bất thường, đừng ngại thăm khám bác sĩ. Sức khỏe là tài sản vô giá và việc giữ gìn sức khỏe sẽ giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Tóm lại, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong những tháng cuối năm 2024 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn chăm sóc bản thân, chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý và giữ cho tâm hồn thư thái sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi thử thách và tận hưởng những thành tựu trong cả công việc lẫn cuộc sống. Phương diện tình cảm, gia đạo, hòa thuận và gắn kết gia đình.
Về phương diện gia đạo, những tháng cuối năm 2024 sẽ là thời gian bạn cảm nhận được sự ổn định và hòa thuận hơn trong mối quan hệ gia đình. Sau một năm có nhiều biến động và thử thách không chỉ về công việc, tài chính mà cả tinh thần, gia đình của bạn dần bước vào giai đoạn yên bình và hài hòa những mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong năm qua. Có thể do áp lực công việc hoặc những khác biệt trong quan điểm sống sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Nhờ vào sự thấu hiểu và sẻ chia lẫn nhau giữa các thành viên, bạn sẽ nhận ra rằng gia đình không chỉ là nơi trở về sau những giờ phút mệt mỏi, mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Những cơn sóng gió đôi khi là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết cách ứng xử khéo léo, bạn sẽ có thể biến những mâu thuẫn thành cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt. Đây là lúc bạn cần dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, quan tâm và cùng các thành viên giải quyết những khúc mắc còn tồn tại, giúp cho không khí gia đình trở nên hòa thuận và đầm ấm hơn. Trong bối cảnh năm 2024 đang dần khép lại, đây cũng là thời điểm để bạn tập trung chuẩn bị cho một cái Tết ấm áp và hạnh phúc. Tết là dịp mà gia đình sum họp, đoàn tụ và bạn cần tận dụng khoảng thời gian quý giá này để gắn kết các thành viên lại với nhau. Hãy lên kế hoạch để cùng nhau thực hiện những hoạt động chuẩn bị Tết, từ trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tất niên đến việc mua sắm đồ dùng cần thiết cho ngày Tết. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội tuyệt vời để tạo dựng những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ bên những người thân yêu. Ngoài ra, hãy chủ động trong việc chia sẻ và trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Đôi khi, sự im lặng và khoảng cách giữa các thế hệ là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng. Việc bạn chủ động ngồi lại, lắng nghe và cùng chia sẻ những câu chuyện hàng ngày sẽ giúp phá bỏ những rào cản và tạo nên sự gắn kết. Đặc biệt, hãy tạo không gian để con cái có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình, giúp chúng cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Sự chia sẻ trong gia đình không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần, những lời động viên, những cử chỉ yêu thương dù nhỏ bé cũng có thể mang lại sức mạnh và sự vững tin cho mỗi thành viên. Bạn có thể tổ chức những buổi ăn tối chung, nơi cả gia đình có thể quây quần bên nhau, trò chuyện và chia sẻ những điều đã xảy ra trong ngày. Những khoảnh khắc đơn giản này sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, gắn kết gia đình bạn thêm sâu sắc. Nếu có điều kiện, hãy cân nhắc việc cùng gia đình du lịch hoặc tham gia các hoạt động giải trí trong dịp cuối năm. Việc thay đổi không gian, môi trường sẽ giúp bạn và gia đình có thêm cơ hội tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn bên nhau, làm mới lại tinh thần và chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn. Không cần những chuyến đi xa hoa, ngay cả những buổi dã ngoại ngắn trong thành phố cũng có thể mang lại niềm vui và sự kết nối mạnh mẽ giữa các thành viên. Ngoài ra, đối với mối quan hệ vợ chồng, đây cũng là thời điểm tốt để hai bạn hâm nóng tình cảm. Dù cuộc sống bận rộn, bạn và người bạn đời nên dành cho nhau những khoảnh khắc riêng tư, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Sự cảm thông và chia sẻ sẽ là chìa khóa giúp vợ chồng cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hãy tạo ra những dịp lãng mạn, có thể là một buổi tối yên tĩnh chỉ có hai người hoặc một món quà bất ngờ nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm để hâm nóng tình yêu và thắt chặt mối quan hệ. Vai trò của cha mẹ cũng không thể bỏ qua trong việc duy trì sự hòa thuận gia đình. Bạn hãy luôn giữ vững vai trò là người dẫn dắt, nhưng đồng thời cũng cần tạo ra không gian để lắng nghe ý kiến của con cái. Sự áp đặt không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Thay vào đó, sự lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp con cái cảm thấy được quan tâm, từ đó xây dựng mối quan hệ gia đình gần gũi và tin tưởng hơn. Cuối cùng, bạn cũng cần nhớ rằng gia đình không chỉ là nơi để cho đi mà còn là nơi để nhận lại. Đôi khi, việc bạn dành thời gian chăm sóc bản thân cũng quan trọng không kém việc chăm sóc gia đình. Một tâm hồn và tinh thần khỏe mạnh sẽ giúp bạn có thể truyền năng lượng tích cực đến các thành viên khác. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn cũng dành cho mình những khoảng thời gian để thư giãn, lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nhìn chung, phương diện gia đạo của tuổi Đinh Mùi 1967 trong những tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến sự hòa thuận, yên bình và gắn kết. Đây là lúc để bạn và gia đình cùng nhau nhìn lại những gì đã trải qua, chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Sự bình yên trong gia đình sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn vững tin hơn trong công việc và cuộc sống, chuẩn bị tinh thần đón chào một năm mới đầy hy vọng và thịnh vượng. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Những tháng cuối năm âm lịch 2024 sẽ mang đến cho người tuổi Đinh Mùi 1967 nhiều cơ hội và thách thức khác nhau. Mỗi tháng sẽ là một thời điểm đặc biệt để bạn đón nhận những chuyển biến mới mẻ trong cả công việc, tài chính và cuộc sống gia đình.
Hãy cùng nhìn qua từng tháng để nắm bắt rõ ràng vận trình của bạn từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, Ất Hợi, vận may tài chính và mở rộng kinh doanh. Tháng Ất Hợi, tháng 10 âm lịch được dự báo là một tháng có nhiều dấu hiệu tích cực về mặt tài chính. Đây là thời điểm mà quý vị có thể nhận thấy những vận may đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, kinh doanh và mở rộng quy mô công việc. Những khoản lợi nhuận có thể đến từ các dự án bạn đã đầu tư trước đây hoặc từ các cơ hội mới đang dần mở ra. Đặc biệt, trong tháng này, bạn có thể gặp được quý nhân hỗ trợ, mang đến cho bạn những lời khuyên, sự hướng dẫn quan trọng hoặc thậm chí là những cơ hội hợp tác mới. Việc mở rộng công việc kinh doanh là điều bạn nên xem xét, bởi tháng Ất Hợi được cho là thời điểm mà sự tăng trưởng và phát triển sẽ diễn ra thuận lợi nhất trong năm. Bạn có thể mạnh dạn thử sức với những lĩnh vực mà trước đây còn e ngại hoặc bắt tay vào việc thực hiện những ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Nếu bạn đang có dự định đầu tư vào các dự án mới, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, thận trọng vẫn là yếu tố cần thiết, dù cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu. Bạn vẫn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sự bình tĩnh và sáng suốt trong quản lý tài chính sẽ giúp bạn giữ vững được sự ổn định lâu dài. Về mặt công việc, tháng này mang lại nhiều thành công. Bạn sẽ cảm nhận được sự thuận lợi trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đồng thời có thể mở rộng thêm những dự án mới. Đây cũng là thời điểm mà bạn nên phát huy hết khả năng sáng tạo và năng lực của mình để chứng tỏ bản thân. Những nỗ lực và đóng góp của bạn sẽ được công nhận, giúp bạn tạo dựng được vị thế vững chắc hơn trong công việc. Tử vi tháng 11 âm lịch, Bính Tý, thời gian của sự ổn định và tiến triển. Tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch mang lại một giai đoạn ổn định trong công việc cũng như cuộc sống. Sau một chuỗi những thăng trầm và nỗ lực trong suốt các tháng trước đó, giờ đây bạn có thể cảm nhận được sự bình yên và tiến triển rõ rệt trong mọi khía cạnh. Những dự án, kế hoạch đã khởi động từ các tháng trước sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại những kết quả tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bạn duy trì và phát triển những gì đã xây dựng. Tài chính có xu hướng ổn định hơn với những nguồn thu nhập đều đặn từ các khoản đầu tư trước đây. Mặc dù không có những biến động lớn, nhưng sự ổn định này sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong việc quản lý tài chính và tiếp tục triển khai các kế hoạch mới. Về mặt gia đạo, tháng này cũng mang đến sự hòa hợp và yên bình trong gia đình. Bạn và các thành viên trong nhà sẽ có thời gian gần gũi, chia sẻ nhiều hơn. Đặc biệt là khi mùa lễ Tết đang đến gần, những mâu thuẫn hay bất đồng nhỏ có thể dễ dàng được giải quyết nhờ vào sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Tử vi tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu, khép lại năm với sự thành công và bình an. Tháng Đinh Sửu, tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của năm và đây cũng là thời điểm để bạn nhìn lại những gì đã trải qua, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho một năm mới đầy hy vọng. Trong tháng này, bạn sẽ cảm nhận được sự viên mãn và thành công từ những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt cả năm qua. Công việc của bạn trong tháng này sẽ diễn ra một cách trôi chảy và ổn định. Những kế hoạch đã lên từ đầu năm sẽ được hoàn thành đúng hạn, mang lại kết quả tốt đẹp và mở ra những cơ hội mới cho năm tới. Đây cũng là tháng mà bạn có thể dành thời gian tái tổ chức lại công việc, sắp xếp các tài liệu, hoàn tất các thủ tục và lên kế hoạch cho năm mới một cách cẩn thận. Tài chính trong tháng này sẽ khá ổn định, nhưng quý vị cũng cần kiểm soát chi tiêu, đặc biệt là trong dịp lễ Tết. Khi các khoản chi phí có xu hướng tăng cao, hãy cân đối chi tiêu để vừa có một cái Tết đủ đầy, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn của mình. Về mặt gia đạo, tháng này là thời điểm tuyệt vời để bạn dành thời gian bên gia đình. Hãy chuẩn bị cho một cái Tết sum vầy, ấm áp và đầy tình yêu thương. Tháng cuối năm là lúc gia đình quây quần, cùng nhau nhìn lại những kỷ niệm và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Những sự kiện quan trọng trong gia đình, những bữa ăn tất niên đoàn tụ sẽ giúp bạn và các thành viên thêm gắn kết, cùng nhau trải qua khoảnh khắc cuối năm trong bình an và hạnh phúc. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Trong những tháng cuối năm 2024, để vượt qua những vận hạn còn lại và đón chào những điều tốt đẹp, tuổi Đinh Mùi 1967 cần đặc biệt chú trọng đến việc cân bằng tâm hồn, duy trì phong thủy trong gia đình và thực hiện những hành động tích cực nhằm tích phước cho bản thân và gia đình. 1. Chú trọng phong thủy nhà cửa. Phong thủy đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí vận của ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận trong gia đình. Để hóa giải những vận hạn cuối năm,
quý vị nên rà soát lại không gian sống của mình, đảm bảo ngôi nhà được sạch sẽ, gọn gàng và thông thoáng. Những vật phẩm phong thủy mang năng lượng tích cực như cây xanh, thạch anh hoặc tiền xu phong thủy có thể được đặt ở những vị trí chiến lược trong nhà để hút vận may và đẩy lùi xui rủi. Quý vị cũng nên lưu ý đến hướng đặt bàn thờ tổ tiên, vì đây là nơi mang năng lượng tâm linh mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ gia đình khỏi những điềm không may. Việc chăm sóc vệ sinh bàn thờ thường xuyên và thắp hương mỗi ngày cũng là cách để thể hiện lòng thành kính, từ đó thu hút phước lành cho cả nhà. Đồng thời cần tránh những màu sắc, vật dụng hoặc cách bố trí nhà cửa có thể gây xáo trộn về năng lượng trong không gian sống. 2. Thực hiện lễ cúng tổ tiên vào các dịp quan trọng. Trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khi Tết đến gần, việc tổ chức lễ cúng tổ tiên là điều vô cùng quan trọng để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong sự phù hộ từ ông bà, tổ tiên. Những nghi thức cúng lễ nên được thực hiện với tấm lòng chân thành và tôn kính. Điều này không chỉ giúp quý vị hóa giải những điều không may trong năm, mà còn mở ra con đường sáng cho tương lai. Cúng lễ tổ tiên vào các dịp lễ lớn như rằm tháng 10, giỗ tổ hay Tết Nguyên Đán là cách để gắn kết tâm linh gia đình, giúp mọi người trong nhà có được sự bình an và hòa thuận. Khi tổ chức lễ cúng, quý vị cần chuẩn bị kỹ lưỡng lễ vật, mâm cỗ sao cho tươm tất và trang trọng nhất. Lời khấn xin cũng nên tập trung vào việc cầu mong sự che chở, dẫn lối của tổ tiên và đón nhận phước lành cho cả gia đình trong thời gian tới. 3. Tích đức qua việc làm từ thiện và giúp đỡ người khác. Trong năm 2024, quý vị cũng có thể tích phước thông qua việc làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Đây là cách hữu hiệu để cân bằng nghiệp duyên, hóa giải những xui rủi có thể đang cản trở bước tiến của mình. Hành động từ thiện không chỉ mang lại niềm vui, sự an yên trong tâm hồn, mà còn tạo ra nhân lành để nhận về quả phước sau này. Việc giúp đỡ những người yếu thế hơn, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt như tặng một phần quà, quyên góp cho người nghèo hay đơn giản là chia sẻ lời động viên, cũng sẽ góp phần tích cực vào cuộc sống tinh thần của quý vị. Mỗi hành động thiện nguyện sẽ như một hạt giống gieo vào lòng đất, sau này sẽ nảy mầm vào và mang lại phước đức to lớn. 4. Tránh các quyết định tài chính vội vàng. Trong những tháng cuối năm, dù vận may về tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, quý vị cũng cần tránh việc đưa ra những quyết định tài chính vội vàng, dù là đầu tư, kinh doanh hay chi tiêu cá nhân. Quý vị cần cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng. Các khoản đầu tư lớn hoặc các dự án mạo hiểm có thể mang đến lợi nhuận nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc, không để những lời khuyên hấp dẫn hoặc cơ hội vàng trước mắt làm bạn mất đi sự bình tĩnh. Hãy dành thời gian để nghiên cứu, phân tích và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sự kiên nhẫn và cẩn trọng trong cách quản lý tài chính sẽ giúp quý vị bảo toàn được nguồn tiền và tránh những mất mát không đáng có. 5. Giữ tâm hồn bình tĩnh và lạc quan. Cuối cùng, điều quan trọng nhất để hóa giải vận hạn là giữ cho tâm hồn luôn bình tĩnh và lạc quan khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Quý vị không nên quá lo lắng hoặc căng thẳng, tâm tịnh sẽ giúp quý vị suy nghĩ thấu đáo và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Việc thực hành thiền định hoặc đơn giản là dành thời gian để tự suy ngẫm sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng giữa tâm trí và cảm xúc. Sự lạc quan và niềm tin vào bản thân là yếu tố cốt lõi để vượt qua những giai đoạn khó khăn. Hãy nhớ rằng, vận mệnh của chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ chịu sự chi phối của số phận, mà còn phụ thuộc vào cách ta đối mặt và vượt qua thử thách. Nếu quý vị luôn giữ vững niềm tin rằng mọi điều khó khăn đều có thể hóa giải, thì chính sự kiên cường và tinh thần tích cực sẽ là chìa khóa mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Việc chú trọng đến phong thủy, lễ cúng tổ tiên, tích lũy phước đức qua hành động thiện nguyện và duy trì tâm hồn tỉnh tại là những phương pháp hiệu quả giúp quý vị hóa giải mọi vận hạn trong những tháng cuối năm 2024 với sự kết hợp giữa tâm linh, hành động tích cực và tinh thần lạc quan. Quý vị sẽ bước qua những thử thách cuối cùng của năm một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn và bình an. Thưa quý cô bác anh chị, cổ nhân từng nói, nhẫn nại là chìa khóa của sự thành công trong hành trình cuộc sống. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mong đợi. Thực tế, những thử thách và khó khăn mà chúng ta đối mặt không chỉ là những trở ngại, mà còn là những cơ hội quý giá để chúng ta rèn luyện và phát triển tính kiên trì và nhẫn nại. Đối với những người mang tuổi Đinh Mùi, đức tính nhẫn nại trở thành một phẩm hạnh thiết yếu, giúp quý vị vững vàng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Khi công việc hay cuộc sống gia đình gặp trắc trở,
Thay vì vội vàng tìm kiếm giải pháp hay phản ứng một cách nóng nảy, quý vị hãy tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, nhẫn nại để tìm ra hướng đi đúng đắn nhất. Như Phật đã dạy, nhẫn nại trong những lúc khó khăn sẽ dẫn đến thành công lâu dài. Chính vì vậy, hãy trang bị cho mình một trái tim kiên định, không để những khó khăn nhất thời làm lung lay ý chí của mình. Trong những tháng cuối năm này, hãy để sự nhẫn nại và kiên trì trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết định và hành động của quý vị. Khi bạn kiên trì, những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua sẽ dần tan biến và thành công sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Mỗi lần vượt qua thử thách, quý vị không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn xây dựng được sự tự tin cho chính mình. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống, những giọt mồ hôi và sự nhẫn nại ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho những thành tựu ngày mai. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hay mục tiêu, vì chỉ cần quý vị kiên trì, điều tốt đẹp sẽ tìm đến. Cuộc sống là một hành trình dài và chỉ cần có niềm tin và sự nhẫn nại, quý vị chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Hãy sống với một trái tim kiên nhẫn và tâm hồn kiên định. Quý vị sẽ nhận ra rằng mọi khó khăn đều có lý do của nó và qua mỗi lần thử thách, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn và gần gũi hơn với những gì mà cuộc sống ban tặng. Tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 từ nay đến Tết 2025 không chỉ hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong cuộc sống của quý vị. Những cánh cửa cơ hội trong sự nghiệp sẽ dần mở rộng, tài lộc sẽ bắt đầu thăng hoa và gia đạo sẽ trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh, vững vàng và kiên nhẫn, để mỗi bước đi của quý vị đều nhẹ nhàng, suôn sẻ và hướng tới thành công. Sự nhẫn nại không chỉ là một đức tính mà còn là một chiến lược hữu ích, giúp quý vị vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng trong từng khó khăn, luôn có một bài học quý giá chờ đợi để được khám phá. Nếu quý vị thấy những chia sẻ này mang lại giá trị, hãy để lại một like, share với bạn bè và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Điều này không chỉ giúp quý vị không bỏ lỡ những dự đoán tử vi thú vị trong các video tiếp theo, mà còn lan tỏa những kiến thức bổ ích đến những người xung quanh. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn được bao quanh bởi tình yêu thương và hạnh phúc bên gia đình. Hãy để những năm tháng tới là những hành trình tuyệt vời, tràn đầy niềm vui và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.